cháu nha. Anh tài công thì lúc nào cũng ngồi như thế này đây. Cả hai anh đầu kéo đang tàu rẻ quá trời luôn các bạn. Này như là ở đây ta sử dụng máy Cummins 350 các bạn. Chiếc ngoài gắn turbo nghe rất là phơi nha. Thì đi ngược nước cũng khá là nhẹ máy đây.
màu quý lắm luôn các bạn. Khói này trắng tươi luôn. Giờ thì những cái đồng ở đây thì hết rồi, mà không biết anh chở từ đâu về nha. Anh tài công thì cũng ngồi nè. Mình sẽ xem những em xà lan khẩm quả cống nha các bạn. Chúc tất cả các bạn đang xem em thì luôn thành công trong mọi dẻo đường nha. Buổi sáng em sẽ đến đây để mà căng
khi đóng cống các bạn. Anh xà lan này anh vô anh bóp kèn cho anh đầu lại phía trên nó né nha. Quá dữ rồi. Còn một số chiếc mà lúc nãy vô không được cắt luồng thì bây giờ anh sẽ vô nha. Rất là giọt luôn. Quá đã luôn, anh kia cho lại anh chở nguyên bộ ghế xà lan luôn bây giờ. Rồi lắp thành xà lan phía ngoài kìa. Một chiếc cuối cùng khi mà vô thì sẽ đóng lại, ngày mai sẽ mở tiếp đây các bạn. Chiếc này mới là chiếc cuối cùng nha các bạn. Lúc này thì nước nó đổ rất là mạnh lên cho nên khi mà đi xuống thì cũng rất là giòn. Tấm nó dập vô. Rồi kéo cờ xuống nha. Tấm cống nha các bạn.